này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Nó phù hợp để mọi người trang trí ở những khách sạn, nhà hàng, khách sạn 5 sao sang trọng, hoặc là pha màu cho bát rau sân khấu đi tô ca nhạc. Mẫu đèn này nó với hơn 200 kiểu chạy và đổi màu khác nhau. Nó có chế độ cảm ứng neo nhạc, chạy ô tô tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Đèn này sử dụng tốt cho không gian từ 20 cho đến 50m². Độ chiếu xa của đèn thì có thể lên đến hơn 20m, nên mọi người sử dụng cho những cái không gian ngoài trời cũng rất là đẹp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BS Minh Mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.